Tu chân giả tại dị thế tập 79 Nhạc thanh mỉm cười nói ra Chỉ là ba bộ kim tiền khôi lỗi mà thôi Không dễ dàng đánh ngã được hắn Này hỏa lão yêu huyền phiền mọi người ngăn ba bộ ám thánh khôi lỗi trước Giúp ta một hồi Nhạc thanh cất tiếng nói Ba bộ ám thánh khôi lỗi Nếu như hai người yêu huyền và hỏa lão ngăn cản Thì hơi có chút khó khăn Thực lực của hỏa lão cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ mà thôi Yêu huyền tựa hồ như mạnh hơn hỏa lão một bậc nhưng trong đại ba bộ ám thánh khồi lỗi thì cũng không được bao lâu không thành vấn đề. Hoa lão cùng với yêu huyền không hề do dự, ngay lập tức đánh về phía ba bộ ám thánh khôi lỗi. Chết tiệt! Thanh ma thầm bắn một tiếng, sau đó định dùng ba bộ ám thánh khôi đỗi chống lại một đòn của nhạc thành. Nếu như có thể giết chết được nhạc thành, vậy thì cũng đáng giá lắm. Nhưng mà thanh ma cũng không ngờ rằng ba bộ ám thánh khôi lỗi này đã dẫn tới hỏa vô tiền và yêu huyền. Sau đó hắc mang vung lên, ba bộ ám thánh khôi lỗi đã bắn về phía của hai người bọn họ ba bộ ám thánh khôi đổi tạo ra một luồng sáng màu đen quỷ dị hung hăng công kích tới ám ảnh kiếm thủ ấn của nhạc thành nhấc lên ba luồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng bắn về phía thanh ma ba luồng kiếm màu vàng chớp động giống như là xuyên thấu qua không gian vậy một mảnh hắc mang từ trong người của thanh ma bắt đầu tuôn ra hắc mang bào bọc mấy nghìn thước chụt tài mọn phá cho ta nhạc thanh mỉm cười đa lớn sau đó kim quang của hắn phóng ra một luồng khí tức cuồng bạo xuất hiện ở giữa không trung dựa trước mắt của tất cả mọi người. Ba luồng ánh sáng sáng màu vàng hùng hạng đánh vào tấm chắn màu đen, tận bài trên năm xẻ bảy tạo thành một mảnh hắc mang. Ba luồng sáng quay tròn không hề giảm bớt tốc độ, chỉ là sau đó kiếm mang lập tức mở đi, như muốn bắn về phía tấm chắn màu đen của thanh ma. Đi chết đi, quên nói cho người biết, hồng ma và u bình thánh đã bị ta giết chết ở hồ điệp cốc rồi, người vừa vặn có thể đi tìm bọn họ xuống địa ngục đi. Nhạc thanh mỉm cười la đớn, trong mắt hiện ra một tia hàn ý, sau mặt của thanh ma trở nên tái nhợt bây giờ hắn mới chính thức biết rõ thực lực của nhạc thành nếu như biết sớm thì thanh ma ngay từ đầu đã chạy mất dép chứ không dây dừa cho tới bây giờ thanh ma bắt đắc dĩ ngưng tụ một trường ấn chụp về phía của nhạc thành muốn đánh đuôi nhạc thành mà thừa cơ chạy trốn tuy nhiên đối với công kích của thanh ma nhạc thành không thèm để ý tới quay miệng của hắn nở ra một nụ cười lạnh bắt luồng kiếm quang trực tiếp xuyên qua người của thanh ma thanh ma tưởng rằng nhân cơ hội Nhạc Thành tránh khỏi trường ấn của hắn mà trốn thoát. Anh người Nhạc Thành không thèm để ý tới. Chính nghe ầm một tiếng. Đúng lúc này, trường ấn của Thanh Ma đã rời xuống người của Nhạc Thành. Tuy nhiên dưới sự trợ giúp của Long Lân, Nhạc Thành không bị bất kỳ tổn thương nào hết. Thân thể Kim Long chính là thiên phú mà hắc ám thần điện kiêng kỵ nhất. Sau đó là thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn Gia. Đáng tiếc, Thanh Ma đã quên mất Nhạc Thành có tới 10 thành Kim Long thân thể. Chính nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, bà thành ám ảnh kiếm xuyên qua người của thanh ma sắc mặt của thanh ma trở nên kinh khủng đến lúc này hắn mới biết rằng mình không thể thoát nổi thủ ấn của nhạc thanh biến đổi thanh mang bắt đầu bao trùm thanh ma thành đồng trò còn đấy nhạc thanh bìm cười thủ ấn nhấc lên thanh ma được hắn ném vào về phía thanh đồng đã tạ phụ thân thanh đồng cất tiếng đáp sau đó nó biến thành một luồng thanh mang thân ảnh lóe lên đã xuất hiện trước người của thanh ma cái miệng nhỏ nhắn của nó hiện ra vẻ mỉm cười một cái hấp lực thật mạnh truyền tới, thanh ma đã bị thanh đồng nuốt ngay vào trong bụng. Nhạc thành giết thanh ma khiến cho mọi người phải ngây dại. Cường giả đấu thánh đã bị nhạc thành giết chết trong nháy mắt. Mười ngày trước nhạc thành tới thành hạo đặc, nói rằng mình đã giết được bốn cường giả đấu thánh, mọi người vẫn không tin. Tuy nhiên bây giờ, khi nhìn thấy tận mắt, tất cả đã biết rằng nhạc thành không hề nói khoác. Thực lực này thật là cao, nhạc thành đột phá thật là nhanh, khiến cho bất kỳ ai cũng không tin đổi. Lê Giang Nam nằm cùng hiền đám người bọn họ biết rõ nằm nằm trước nhạc thành mới chỉ có thể giết được nhất tình dị tình đống tôn mà thôi không ngờ hiện tại lại đạt đến trình độ cao như vậy yêu huyền cùng với hòa lão hai người đối phó với ba bộ ám thánh khồi lỗi Hỏa lão đối phó một con chỉ có thể miễn cưỡng yêu huyền đối phó với hai con thì rất khó khăn trong thoáng chốc đã rơi vào thế hạ phong trong tay của yêu huyền xuất hiện một nhuyễn tiên yêu dị đập vào một con ám thánh khổ lỗi một con ám thánh khôi đội khác cũng ảnh kích xuống cường hãn truyền qua quang băng màu đen xuyên thấu khiến cho không gian như muốn sụp đổ yêu huyền cảm nhận được lực lượng công kích cường hãn thì sắc mặt hơi biến đổi ngay lập tức muốn đánh trả trong nháy mắt cái này giao cho ta mọi người đừng làm bị thương với con ám thánh khôi lỗi này ta còn muốn dùng nó thanh âm của nhạc thành vang lên bên tai của yêu huyền sau đó hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường công kích một con ám thánh khôi lỗi con nhạc thành ở phía sau yêu huyền cuối cùng cũng yên tâm Nhuyễn tiền một lần nữa đánh về phía một con am thánh khổi lỗi. Nghe thấy Nhạc Thành nói ra, yêu huyền cảnh giác không làm bị thương nó. Trường ấn của Nhạc Thành oanh kích một am thánh khổi lỗi. Một thanh âm ba động truyền tới. Am thánh khổi lỗi bị Nhạc Thành đẩy lùi tới mấy chục thước. Sau đó thủ ấn của Nhạc Thành gừng kết. Một thanh mang bắn ra. Thanh mang từ trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Xoẹt một tiếng. Am thanh khổi lỗi một lần nữa bị hắc mang của Nhạc Thành bao vây độ phòng ngự của ám thánh khôi lỗi tuyệt đối mạnh hơn so với kim tiền khôi lỗi. Thân hình của nhạc thành kẽ lùi lại, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Am thánh khôi lỗi bổ về phía không trung, nhạc thành tiến tới bên cạnh, thành bằng trực tiếp đánh vào bì tâm của nó. Trên đầu của ám thánh khôi lỗi, một linh hồn lực đã bị nhạc thành bao bọc. Linh hồn này không yếu, so với nhân hình khôi lỗi thì còn mạnh hơn mấy lần. Thần thức của nhạc thành bao bọc, một mảng linh hồn lực kia trong thoáng chốc đã bị nhạc thành khống chế sau khi khống chế được ám thánh khôi lỗi, nhạc thành bắt đầu dùng thần thức mà luyện hóa nó. một lát sau, hắc mạng trong tay của nhạc thành tràn ngập, tâm niệm của hắn chuyển động. ngay lập tức, ám thánh khôi lỗi đánh về phía những cường giả đấu tôn của hắc ám thần điện. u minh tông, luyện dược sư công hội đều vô cùng kinh ngạc. kiêu ảnh của yêu huyền thoáng một cái đã chuyển động, trường tiên tràn ngập, Quần quanh ám thánh khôi lỗi, phóng đó ra bên ngoài vài trăm thước, một đạo ảo ảnh hiện lên nhạc thành sau đó đã đến trước người của am thánh khổi lỗi thanh mang của hắn tràn ngập ra am thanh khổi đội đang công kích nhạc thành ông nhìn đứng khựng lại tại chỗ nhạc thành bắt đầu khống chế linh hồn của am thánh khổi lỗi hắn không hề lo lắng gì am thanh khổi lỗi này mặc dù rất mạnh nhưng mà chỉ có thể chống lại nhật tình đấu thánh mà thôi đối với hắn mà nói không thể bằng được tuy rằng trước mắt đối với hắn có giá trị nhưng tương lai không có giá trị lớn sau này khi kim tiên khôi lỗi đột phá thì ám thánh khồi lỗi không thể so sánh với kim tiền khồi lỗi. Không giết được hai ám thánh khồi lỗi, tâm điểm của nhạc thành lại chuyển động, đem cái ám thánh khồi lỗi thứ hai mà tấn công về phía đối phương. Hỏa lão, ta tới đây. Tân này của nhạc thành chuyển động lại, tiến tới ngăn cản trước một ám thánh khồi lỗi. hoàn lão đã đột phá tới nhất tình đấu thánh khổng lồ, đối phó với một ám thánh khôi lỗi cũng chỉ có thể cô hết sức. Ám thánh khồi lỗi này thật sự là bất phàm. Bây giờ cục diện chiến trường đã phần thắng bại, thành mà cuối cùng đã chết cường giả đấu tôn của Hạc ám thần điện cũng dần dần rơi rụng với nhân số vượt trội tứ phái cùng nhạc thành đã chiếm thượng phong hiện tại Hạc ám thần điện u minh tông luyện dược sư công hội chỉ còn lại khoảng 50 người 50 người cũng chỉ có thực lực tứ tinh tam tình đấu tôn ngũ tình đấu tôn rất là ít lục tinh đấu tôn hầu như không còn một người nào nữa u minh tông cùng với luyện dược sư công hội cũng không phải là tứ đại nhân tộc hay là tứ đại thú tộc có thể tùy tiện xuất ra cựu tình bát tình đấu tôn một đã giao nhạc thành đã không chế được ám thánh khôi lỗi thứ ba tâm điểm của hắn chuyển động ám thánh khôi lỗi đã gia nhập chiến trường chống lại những người của hắc ám thần điện và u minh tông luyện dược sư công hội nhạc thành đánh giá toàn trường ám thánh khôi lỗi đúng là công cụ tàn sát tốt nhất những cường giả đấu tôn kêu lên những tiếng thảm thiết liên tục thực lực tăng thêm cộng thêm đám người khiếu thiên hổ từ điện mãng còn có kim tiền khôi lỗi yêu huyền hỏa lão những người của tứ đại thế lực đối thủ không thể nào địch nổi ở giữa không trung mà pháp lực đàn hỏa đấu khí tràn ngập mà ở trong chiến trường cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của thanh đồng như là cá gặp nước trôi qua như thoi đưa vậy chỉ cần có thi thể rơi xuống là nó không khách khí nuốt vào từng thanh âm thảm thiết và kêu rên vang lên tuy nhiên bọn họ đều bị giết chết không hề lưu tình một lát sau chiến trận đã về cuối hạc ám thần thiện, luyện sử sư công hội và u minh tông chỉ còn lại không đến 10 người hơn 130 cường giả đấu tôn ngoài trừ những người may mắn thoát khỏi thì 120 người đã bị giết. Trong tứ phái cũng có 20 vị cường giả đấu tôn bị giết. Đây là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên tổng cục diện đã hoàn toàn thắng rồi. Khiếu thiên hổ, từ điện mãng, yêu cơ, nhóm thú không có tổn hao gì. Thực lực của bọn họ dĩ nhiên là không gây nên vấn đề gì. Xoẹt một tiếng, hoàn lão cùng với yêu huyền quay lại bên cạnh nhạc thành. Những người còn lại không cần bọn họ xuất thủ. Ngày lập tức, đám người yến hiểu kỳ, trầm linh, từ mã yên yên, chúng được cũng quay lại, bọn họ đều không gặp vấn đề gì. Sau khi cường giả đấu tôn cuối cùng của hắc ám thần điện bị kim tiền khôi lỗi giết chết, thủ ấn của nhạc thành chuyển động, kim tiền khôi lỗi và ám thánh khôi lỗi đều được hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình, đồng thời cũng thu hồi kim long thân thể và phong lưu sĩ lại. Hiếu thiên hổ, từ điện mãng, thông thiên thử, tứ sĩ mà ưng đều quay lại bên cạnh nhạc thành. Thanh vang của thanh đồng đã trở nên đồng đậm, Bộ giang đang yêu khôn tả tiến tới bên cạnh nhạc thành cho phụ thân này thanh đồng móc ra gần trăm cái chữ vật giới chỉ đưa cho nhạc thành đây chính là những chữ vật giới chỉ có được sau khi hắn nuốt chừng những cương giả đấu tôn kia nhạc thành kinh ngạc nhìn thanh đồng mà không khỏi lắc đầu cười khổ tiểu ác ma này giống như là ăn cướp vậy có lợi ích không hề bỏ qua hiện tại khiêu thiên hổ, tử long thông thiên mọi người nhìn thanh đồng thì không khỏi bật cười nghĩ thầm trong lòng tiểu gia hòa này gọi chủ nhân là cha cũng có nguyên nhân. Mà hiện tại Lê Giang Nam, Nam Cung Hiên, lão bà bà áo tím cũng đã tiến tới cạnh Nhạc Thành. Hiện tại bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau. Thực lực của Nhạc Thành khiến cho bọn họ thật nể phục. Nhìn trên trường vừa vộn kia, Nhạc Thành cũng suy nghĩ thầm. Hạc ám thần điện liên thủ với U Minh Tông, luyện dược sư công hội đối phó với tứ đại thế lực. Mục đích cuối cùng là gì? Trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ. Có lẽ trong tứ đại thế lực có vật khiến cho bọn chúng động tâm mọi người sau khi giết chết được cường giả của hắc ám thần điện u minh tông luyện dược sư công hội thì lúc này vài trăm dặm liền biến thành địa ngục sắc trời trở nên lở mở không gian dường như bị bao phủ đi thôi mọi người đi theo ta nào nhạc thành cất tiếng nói với mọi người sau đó hắn cùng với khiếu thiên hổ tứ di mà ưng tiến nhập vào thiên phần tiên trận mọi người tiến vào nơi quỷ dị này thì thấy sát khí của thiên phần tiên trận đã đạt đến trình độ khủng bố sát khí cường hãn khiến cho ngay cả hỏa lão và yêu huyên cũng cảm thấy khó chịu xuyên qua thiên phần tiên trận mọi người đã ở sau lưng của nhạc thành mà lúc này nhạc thành đánh giá thiên phần tiên trận lúc này sắc mặt của đại song và tiểu song cũng trở nên tái nhợt tự hầu như là hưởng thụ sát khí và máu tanh này vậy có phần thần giúp đỡ hai nữ tử này hai người bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống phần thần dù sao năng lượng cũng có hạn thôi thủ ấn của đại song và tiểu song không ngừng biến hóa thiên phần tiên trận tràn ngập hắc mang ở phía trước người của U Minh Tông, điện dực sư công hội bắt đầu đầy máu tươi, phải tứ tư tán. Ở khu vực này gió lạnh thổi liên tục, một mảng bạch cốt tràn ngập ra. Trong cửu địa hỏa này, từng hóa nhân trực tiếp cắn nuốt người ở bên trong. Trong biển máu, vô số quỷ đầu cắn nuốt nhân hình, cầm đời thì cốt hoành hành vô cùng thê lương. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt này, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng thê thảm như vậy, đây chính là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Mà ở phía trên tường thành một số đệ tử cũng chịu ảnh hưởng của sát khí và trực tiếp ngất đi. Trong sát khí giết chóc đẫm máu này, sát khí và máu tanh này đối với đại song và tiểu song vô cùng có ích. Nhạc thành nhìn thiên phần tiên trận mà lẩm bẩm nói, với vô tận giết chóc này, không trung bao phủ một mảng giết chóc quỷ dị, trong khí tức tràn ngập mùi huyết tinh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả trong vòng mấy trăm dặm này hiện tại như là địa ngục vậy. Một khí thức lờ mở bao phủ cả hỏa lão và yêu huyên còn có cường giả tứ phái cũng có nhìn ra thấu một mùi vị huyết tinh và ký thức quỷ dị khiến cho người ta run rẩy theo vốn có sáu phản người bị nhốt ở bên trong thiên phần tiên trận mà hiện tại đã hơn hai phản bị giết chết trong phạm vi mấy trăm dặm cũng tràn ngập ký thức cường hãn trong ký thức có sự âm trầm khủng khiếp và đẫm máu nơi này hiện tại giống như là cửu u địa ngục vậy vô cùng khủng bố ở bên trong thiên phần tiên trận mọi người đang điều mạng dãy giụa Tuy nhiên cố gắng thế nào cũng đã phí công vô phương thoát ra được. Hai canh giờ sau, thiên phần tiên trận cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lắng xuống. Trong sát khí tràn ngập, tất cả các cường xả đấu tôn đều thở trong một hơi. Thu cho ta. Thu ấn của nhạc thành thu lại. Một bảng thanh mang quay trở lại thân thể của nhạc thành. Nhạc thành lúc này không kìm được mà khẽ run rẩy Trên người của hắn cố gắng thu liễm không ít sát khí. Sát khí này rất không phù hợp với hắn hắn lập tức chạy vô thượng trần hỏa đốt cháy hết tám sát khí này đi đại dòng và tiểu dòng cũng thu thủ ấn lại ngay lập tức trong mắt của bọn họ là một mảng ký thức tràn ngập quang mang sau đó đột nhiên lóe lên cả hai biến mất ở trên công trung chỉ là ngay sau đó ở trước mặt của bọn họ là những hải cốt máu chảy thành sông tràn ngập mùi huyết tinh máu tươi chảy về phía hải vực cách đó mấy trăm dặm ở phía đó biển cũng bị nhuộm thành bầu đỏ đậm nhìn thấy tất cả chuyện này mọi người đều run lên tất cả quá sức khủng khiếp. Mà chúng nữ lúc này cùng với khiếu thiên, tử long, thông thiên đều vô cùng khiếp sợ. Thực lực của đại song, tiểu song, hai người này thật là quá khủng bố. Đại song cùng với tiểu song, hai người lập tức thả người tới chỗ đầy máu phía trước. Thủ ấn của bọn họ không ngừng bay búa, từng đường quang mang thu về trong trữ vật giới chỉ của bọn họ. Hai nữ thu hồi thiên phần tiền trận thì quay lại bên cạnh nhạc thành. Hiện tại sang mặt của bọn họ tái nhợt, toàn thân bao bọc sát khí, trên mặt tràn ngập huyết tinh chúng ta trở về thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai nữ tử này. Ngay sau đó Nhạc Thành cùng với Lê giang Nam, Nam Cùng Hiền, Đỗ Kiều Kiều, đám người bọn họ nói một tiếng rồi cùng với chúng nữ mà đám thú tiến vào trong hạo thiên tháp. Ngày sau đó, Nhạc Thành cùng với Lê Giang Nam, Nam Cùng Hiền, Đỗ Kiều Kiều, đám người bọn họ nói một tiếng, rồi cùng với chúng nữ mà đám thú tiến vào trong thành hạo đặc. Nhìn thấy đám người Nhạc Thành đi rồi, tư phái ngắm cảnh đẫm máu trước mắt thật lâu, sau đó mới phục hồi thần tình lại lực lượng giết chết 6 vạn người này, thủ đoạn thật là kỳ trợn. Quay lại trong thành hạo đặc, Nhạc Thành lúc này trước tiên cho những đứa bế quan tù luyện. Cả hai tràn gặp sát khí, lúc này nếu như luyện hóa được thì sẽ rất tốt. Còn những người bị tổn thương do đại chiến cũng đều bế quan. Ba ngày sau, Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một cụm trọc khí. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, trong đó hiện ra một quang mang quỷ dị. Chuyện của U Minh Tông và luyện dược sư công hội đã qua một thời gian, còn vời tháng nữa đã đến cực viêm đại mở ra. Thế nhưng Nhạc Thành đầm bẩm nói rồi nghĩ tới đi tiếp theo. Thu dọn một phen, Nhạc Thành tiến ra khỏi gian phòng mà bắt đầu điều tức. Sau đó Nhạc Thành bắt đầu khôi phục lại trong cơ thể của hắn tràn ngập pháp lực, tu vi cũng bắt đầu tiến bộ. Nhạc Thành, Huynh qua đây một chuyến, một có chuyện muốn nói với Huynh. Vừa ra khỏi phòng, Nhạc Thành đã nhìn thấy Trầm Linh, sau đó Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi tới đại sảnh. Nhạc Thành đi vào đại sảnh thì tất cả mọi người đều đón chào có cả mấy vị thái thượng trưởng lão của các môn phái khác tất cả mọi người đều nhìn thực lực của nhạc thành hiện tại chúng nhân đã vô cùng tồn kính hắn nhìn thấy bộ dạng của mọi người nhạc thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ sau đó hắn ngồi xuống kế tiếp nhạc thành lập tức biết được chuyện phát sinh trong ba ngày hôm nay trong ba ngày này tứ đại môn phái đã thừa thế và thu hồi lại thành mai lĩnh ở trong thành mai lĩnh u minh tâm cùng với luyện dược sư dư công hội đã sớm đào tẩu hết đi Nhạc thành hiện tại, U Bình Tông và luyện dược sư công hội đã bị chúng ta đánh cho trọng thương. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Đệ Giang Nam cất tiếng hỏi. Nếu như có thể, thì đem U Bình Tông và luyện dược sư công hội nhổ cỏ nhổ cho tận gốc. Nhạc thành do dự một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà chuyện này, cả hạc ám thần điện cũng nhúng tay vào. Không biết hạc ám thần điện có tiếp tục ra tay hay không? Nếu như hạc ám thần điện tiếp tục ra tay thì chúng ta sẽ rất khó mà chống lại được đã vào áo đỏ của tuyệt tỉnh cốc cất tiếng nói không sai chúng ta cũng đã do lo lắng hạc ám thần điện thôi nam cung hiên cũng cất tiếng nói yên tâm đi hiện tại hạc ám thần điện đang trong giai đoạn chuẩn bị thời gian cường giả đấu thánh chắc chắn là không thèm quan tâm nhạc thành nói nhạc thành cũng nghĩ tới vấn đề này chỉ là trong thời gian gần đây hạc ám thần điện mất đi ba vị cường giả đấu thánh còn có ba bộ ám thánh khổi lỗi nữa nhạc thành cũng không tin rằng hạc ám thần điện không có đau lòng cho nên Nhạc Thành nghĩ rằng trong thời gian ngắn, Hạc ám thần điện sẽ không có động tác. Khoảng 10 tháng sau, bọn họ sẽ tới cực viêm địa. Nếu như Hạc ám thần điện không nhúng tay vào, thì chúng ta có thể quét sạch U Minh Tông và luyện dược sư dư công hội. Chỉ là lại có một chuyện phiền toái. Để Giang Nam cất tiếng nói, Nhạc Phụ còn có chuyện gì phiền toái đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, luyện dược sư dư công hội có hơi phiền phức. U Minh Tông thì chỉ còn lại trên danh nghĩa. U Minh Thánh đã chết, u bình tông không có trở ngại gì để giang nam cất tiếng nói nhưng luyện dược sư công hội thì không có như vậy luyện dược sư công hội rất mạnh lần này có rất nhiều cường giả ở trong luyện dược sư công hội vẫn có mấy lão quái đấy luyện dược sư công hội còn có ai nhạc thành nhíu mày rồi lập tức hỏi nhạc thành cũng không phải đã e ngại luyện dược sư công hội mà sợ rằng sau này bọn họ đánh lén hổ điệp cốc theo tin tức chúng ta nhận được thì luyện dược sư công hội có cử phẩm sơ dài luyện dược sư mặt khác còn có hai khách thành trưởng lão nhất tình đấu thánh. Đây chính là hai người thành sơn song thánh, nhưng người khác thì là bát phẩm luyện dược sư, luyện dược sư công hội không thiếu. Lê Giang Nam cất tiếng đáp. Từ giờ trở đi, chúng ta tập trung đối phó với luyện dược sư công hội. Về phần thành đan lôi thì tại hạ tự mình đi một chuyến là được. Nhạc thành cất tiếng đáp. Cái gì? Người muốn đi thành đan lôi? Để chính là địa bàn của luyện dược sư công hội đó. Nghe thấy nhạc thành nói là muốn đi thành đan lôi tất cả mọi người đều kinh ngạc. Yên tâm đi, ta đã quyết định rồi, hai ngày nữa ta sẽ tự mình đi thành đan lôi. Về phần chuyện khác thì mọi người không cần quan tâm. Nhạc Thanh cất tiếng nói. Nhạc Thanh, vậy thì người cẩn thận một chút. Thành đan lôi có không ít cường giả đấy, cũng là đại bản doanh cô luyện dược sư công hội. Nam Cung Hiền cất tiếng nói. Ta à, sẽ chú ý. Nhạc Thanh cất tiếng nói, rồi sau đó rời đi. U Minh Tông thì Nhạc Thành không cần lo lắng. Hiện tại U Minh Tông đã không còn cường giả trong tứ phái có thể đối phó được, còn luyện dược sư công hội thì mình đối phó cũng được. Cái gì? Người dự định đi thành đan lôi ư? Ở trong phòng, hoàn lão nghe nhạc thành nói thì kinh ngạc không thôi. Không sai, vẫn vô định đi một chuyến, sau đó chúng ta tới thần hoàng tộc luôn. Nhạc thành cất tiếng nói. Người đó lắng luyện dược sư công hội phản kích với hồ điệp cốc sao? Hoàn lão cất tiếng nói. Luyện dược sư công hội có thực lực rất mạnh, người muốn tới thành đan lôi động thủ sao? đến lúc đó rồi xem, hiện tại chúng ta tới thành đàn lồi đã. Nhạc Thành trả lời. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Thành ở cùng một chỗ với chúng nữ. Hiện tại đã mấy năm không gặp, hiện tại Nhạc Thành muốn đi, chúng nữ không khỏi oán than. Chúng nữ muốn đi cùng với Nhạc Thành, nhưng hắn không đồng ý. Thực lực bọn họ còn không có đủ, chỉ mang theo hiểu kỳ và thi thi đi cùng là được rồi. Đây cũng là không có cách nào rồi. Ở bên trong đỉnh viện, hiện tại Nhạc Thành ở trong phòng. Lúc này đây Tiêu dao. Nguyệt Thẹn Hoa Nhường đang ở đó. Để tiểu giáo cất tiếng hỏi nhạc thành. Người tại sao lại không dẫn ta đi tới thành đan lôi mà chỉ dẫn hiểu kỳ tỷ và thi thi? Chẳng lẽ vì ta không sinh bằng sao? Nhạc thành hơi sững sờ, không ngờ đại tiểu thư lại hỏi vấn đề này. Là vấn đề này mà trả lời không hay, nhất định sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng. Nhạc thành nhất thời ngẩn cả người ra, chẳng biết nói thế nào. Nhạc thành ho khan vài tiếng, cái loại vấn đề này cần phải cẩn thận trả lời mới được. Hồi lâu sau hắn mới nói, Dĩ nhiên là không phải thế. Tất cả đều sinh giống nhau. Nàng thì có ngọc thể giống như một đóa hoa mai nở rộ ngày đầu đông vậy. Quả thật là vô cùng kiểu diễm. Nàng đã tuyệt đại gia nhân y như tiên tử hạ phàm. Đại tràn đầy khí chất tiền thiền thoát tục. Hai chân thon dài cân xứng. Ừ, có thể nói vô cùng đẹp xinh. Nhạc thanh vẫn tiếp tục tuôn tràn thêm một đống từ ngữ hòa mỹ. Vừa nói, vừa ôm lấy thân thể mềm mại ngọc ngà vào trong ngực. Bàn tay hắn đột ngột căng thẳng. Rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay chậm rãi dì động. Thế nhưng bàn tay của hắn không có yên phận chút nào. Ngay sau đó Lê Tiêu dao bị Nhạc Thành trều chọc, hai mắt lờ mờ cuốn đầy tư tình, môi son hé mở. Sau đó trong phòng giạt rào xuân ý. Một đêm xuân hoa nở vài lần, thì tiêu hào từ một tiểu thư điều hoa biến thành một thiếu nữ nhu thuận, phong tình vạn trùng. Một đêm kiều bị, một thân thể tuyệt mỹ vư vật hiếm có trên thế gian uyển chuyển phối hợp, nàng nhịn đau đớn, nghình đón trong một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người ôm nhau mà tỉnh lại. Cả phòng bối thơm ngào ngạt, xuân ý làn tràn quanh căn phòng nhỏ. Nhạc thanh lặng lặng nhìn Lê Tiêu Giao, bộ dáng quốc sắc thiền hương kiều nhan, cơ thể trơn đáng, vô cùng xinh xắn. Nhạc thanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lê Tiêu Giao, còn nàng đột nhiên mở mắt, thấy nhạc thanh đang yên lặng ngắm mình, không khỏi hờn dỗi nói. Đại sắc lang, ngươi còn nhìn không đủ à? Nhạc thanh mỉm cười nói, tiểu Giao, nàng thật là đẹp. để Tiêu dao tỉnh tứ, đánh phụ quần của mình, tên này lại biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên đầu gỗ chỉ biết làm cho người ta tức giận thôi chứ sau đó để tiêu dao nhận ra nàng và nhạc thành vẫn còn đang gắn chặt với nhau trái tim nhất thời bất an đập loạn xạ lên nàng bị nhạc thành soi mói một hồi tâm đình nổi lên cảm giác thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng kẽ run rẩy giữa các này bộ dáng của nàng không chỉ phong tình phóng đãng hấp dẫn mê người mà còn mỹ lệ hơn cả tiền hòa trên thảo nguyên Mặc dù Lê Tiêu Sao động tâm không dứt, nhưng miệng vẫn yêu kiểu nói. Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, hừ, chỉ sợ người gặp hiểu kỳ tỉ tỉ, còn có thi thi, hận gì, cũng nói những lời như thế. Khi ở chung một chỗ với các nàng, người đã sớm ném ta qua một bên rồi. Nàng chưa nói xong, nhạc thành đã cười hì hì ôm chặt nàng lại, cúi đầu hồn tới tấp. Thế nhưng để tiêu rào xoay người, hai mắt nhíp hồn nhiếp phách. Không được, không được, mệt chết người ta rồi. Để tiêu dao hờn dội trách cứ, không chết vì mệt thì làm sao mà lên đỉnh vu sơn được vừa nói hắn vừa đưa tay vòng qua eo lê tiêu dao quên đi quên đi chúng ta nên rời giường rồi nhạc thanh bìm cười lùi xuống hiện tại không nên gọi mấy cô nàng kia tới Nói công chừng sẽ có phiền toái ngập đầu mấy cô nàng kia không có ai dễ chọc cả đâu Một trời hạo đặc thành thật u ám chúng nữ đều luyến không rời đứng bên cạnh nhạc thanh hôm nay hắn sẽ phải đi đàn đôi thành rồi trong ánh mắt chúng nữ đổ vẻ không đỡ xa trời nhưng Nhạc Thanh giải thích với các nàng một hồi, chúng nữ đành phải đáp ứng. Lần này Nhạc Thanh chỉ mang theo hai nàng Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi, Hỏa Lão, Yêu Huyền, Đại Hắc, Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng, hiện nhiên luôn theo bên cạnh. Mặt các Nhạc Thanh còn muốn dẫn theo bốn người khiếu thiên tử Long, Mà ưng và Yêu Cơ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Bốn người này có thực lực tương đối mạnh, khiêu thiên hồ và tứ sĩ Mà ưng đủ khả năng chống lại cường giả đấu tôn cửu tinh còn hai người từ điện mãng và yêu cơ cũng có thể chống lại cường giả bát tình đấu tôn quan trọng nhất là nhạc thành không sử dụng thông đạo ngọc giản để đến đàn đồi thành hắn muốn phi hành từ từ lên đường vì thế khiếu thiên hổ và mà ưng tứ xí tương đối là thích hợp thực lực bốn người này xem như là đủ khả năng bảo đảm an toàn trên đường đi rồi nhạc thành cáo biệt yêu huyền yến hiểu kỳ tôn thi thi và yêu cơ sau đó dẫn đầu đám người bay lên trên không trung còn từ điện mãng và tức sĩ mà ưng kêu thiên hổ từ biệt thành bối ba ngưu thông thiên thử tiền làng xong điện bám sát theo hắn nhạc thành bị chúng nữ lôi kéo không tha cho nên khi nhạc thành đáp ứng làm xong sự tình sẽ lập tức trở lại thì chúng nữ mới buồn bã buông tay ngày sau đó người của bốn phái kia cũng tới đưa tiễn khải bám mấy cầu xong hết thảy năm người nhạc thành xoay người rời đi kêu thiên hổ rút cuộc được lữ hành cùng chủ nhân rồi nó hưng phấn không thôi bắt đầu khôi phục chân thân cao gần trăm thước bay quanh quẩn giữa không trung nhạc thành yêu huyên yến hiểu kỳ đại hắc tôn thi thi u cơ yêu cơ nhảy lên trên lưng của kiếu thiên hổ ngay sau đó kiếu thiên hổ cầm thét một tiếng vỗ cánh nhằm hướng đan lô thành bay đi nhìn thân ảnh của nhạc thành biến mất ở phía chân trời ánh mắt chúng nữ lưu luyến không rời tuần rơi hai hàng lệ kiếu thiên hổ bay lên không trung nhạc thành vung tay kết thành thủ ấn xuất ra hảo thiên tháp từ hạo đặc thành đi đến đàn đồi thành phải tốn gần hai tháng trong hai tháng này nhạc thành dự định để cho mọi người tu luyện bên trong hạo thiền tháp linh khí dày đặc bên trong hạo thiền tháp rất có lợi với nhóm người yêu cơ và từ điện mãng thủ ấn chậm rãi biến đổi hạo thiền tháp cao lên chừng mấy chục thước ngày sau đó yến hiểu kỳ tôn thi thi u cơ đại hắc đã đi vào trong hạo thiền tháp trước sau đó tới phiên nhóm người yêu cơ từ điện mãng hỏa đáo tứ xí mà ưng nhạc thanh truyền thủ ấn thu hồi hạo tiện tháp sau đó khoanh chân ngồi tu luyện trên đường khiếu thiên hồ thời gian hai tháng này nhạc thanh hiển nhiên không thể lãng phí có hảo tiện tháp tràn đầy linh khí hỗ trợ việc tu luyện còn nhanh hơn rất nhiều dọc theo đường đi nhờ có ký tức khiếu thiên hồ phóng ra ngoài nên không có bất kỳ nhân loại hay mà thú nào dám đến trêu chọc khiếu thiên hồ và nhạc thành đàn lồi thành chiếm diện tích rất rộng lớn so với một tòa đại thành bình thường còn lớn hơn rất nhiều bởi vì nơi này là khu vực của luyện dược sư công hội uy danh của luyện dược sư công hội có thể so sánh với bốn đại nhân tộc và bốn đại thú tộc trên huyền thiên đại lục bọn họ thực lực không kém mặc dù tính về tổng thể và nói bọn họ không thể nào bằng bốn đại nhân tộc và bốn đại thú tộc nhưng luyện dược sư công hội lực hiệu triệu vô cùng cường hãn tại đàn đô thành cũng như thế bọn họ có một khu kiến trúc to lớn kéo sải miên man tòa kiến trúc này cao chừng sáu bảy tầng tuyệt đối là kiến trúc cao nhất huyền thiên đại lục rồi kiến trúc bình thường trên đại lục chỉ có hai ba tầng mà thôi khu kiến trúc to lớn này chính là tổng hội luyện dược sư công hội nghe nói nơi này có tồn tại luyện dược sư cửu phẩm trong truyền thuyết nơi này cũng là thánh địa của luyện dược sư tất cả luyện dược sư đều lấy việc gia nhập luyện dược sư công hội xem như vinh quang của bản thân mình bởi vì gia nhập vào luyện dược sư công hội nghĩa là nhận được thuật luyện đan bên trong luyện dược sư công hội đối với người thường đây là cơ hội được luyện dược sư công hội dạy dỗ và bồi dưỡng. Cho nên hơn ngàn năm qua, nội tính tích lũy của luyện dược sư công hội cực kỳ kinh khủng. Bất kể là ma pháp sư hay là đấu sư đều có lúc cần dùng đan dược, mà số lượng và chất lượng của đan dược trên toàn huyền thiên đại lục đều như luyện dược sư công hội nói đứng thứ hai, nhất định là không có người nào dám nói mình đứng thứ nhất. Trên phương diện đan dược, cho dù là vạn kim môn cũng không có biện pháp ngồi ngang hàng với luyện dược sư công hội là vì vạn kim môn lấy luyện khí làm chủ thời gian trước đây có không ít cường giả do nhu cầu cấp bách về đan dược đã phải thiếu luyện dược sư công hội một số nhân tình tích lũy nhiều năm giúp cho luyện dược sư công hội có lực hiệu triệu không thể nào đo đếm nổi lúc này trong đại sảnh luyện dược sư công hội có mười luyện dược sư đang ngồi đó mọi người trên thân mặc một trường bào màu trắng chỉ có một lão già ngồi ở giữa mặc áo màu lam Bộ răng uy nghiêm, thần sắc hiện tại hình như không tốt cho lắm. Có người nào nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Lão già áo lam nổi giận quát lên như sấm, thần sắc vô cùng khó coi, da thịt trên mặt kẻ cò quắp, từ đó là có thể nhìn ra được, người này thật sự đã nổi giận rồi. Hội trưởng, chúng ta mới vừa nhận được tin tức từ dân trong thành, hai tháng trước toàn bộ người thuộc Hắc Ám Thần Điện, U Minh Tông và chúng ta bị đánh chết hết, trong đó bao gồm U Minh lão tổ Cường Luân Viễn, Thành Ma, Bạch Ma hắc ám thần điện. Bên chúng ta chỉ có 10 người cường giả đấu tôn thoát về. Những người có tu vi đấu tôn trở xuống đều bị một loại thủ đoạn quỷ dị đánh chết. Trong đó vương trưởng đáo của viện dược sư công hội chúng ta cũng đã vất lạc rồi. Một lão giả áo bào trắng trả lời. Chúng ta xuất ra hơn 30 cường giả đấu tôn. Bây giờ trở về chỉ có 10 người, tổng số một vạn người. Trong đó trăm đấu tung và hơn một ngàn cao thủ tu vi đấu hoàng. Không có một người nào trở về là ai có bản ảnh lớn như vậy lão giả ao làm gầm lên. Hội trưởng à, tất cả đều có liên quan đến một người tên là Nhạc Thành. Người của chúng ta trốn về nói là cái tên Nhạc Thành dẫn đầu hành động. Mà Nhạc Thành chính là người năm xưa đánh chết thiếu hội trưởng ở tuyệt tỉnh cốc. Một lão giả khác khẽ nói, Nhạc Thành chính là người đánh chết Phong Nhi sao? Lão giả ao làm lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt lừa giận hừng hực. Thưa hội trưởng, hẳn là không có sai đâu, chính là gã Nhạc Thành làm phó cốc chủ của hồ điệp cốc, không thể sai lầm được lão già nói chuyện đầu tiên lại xác nhận. Cái tiểu tử mất tích mấy năm nay, suốt cuộc đã xuất hiện. Lần này ta không chắc chắn sẽ bẩm thầy tiểu tử kia thành vạn đoạn. Lão già ao làm hùng hằng, cắn rằng nói. Ánh mắt không kiềm chế được lửa giận và xôi trào. Hội trưởng, nhưng mà chúng ta còn nhận được một vài tin tức về Nhạc Thành. Thực lực của gã Nhạc Thành này tự hồ rất là mạnh. Ngay cả thanh ma và hồng ma của hắc ám thần điện cũng bị hắn đánh chết. Mặt khác, tại hồ điệp cốc, cả nhạc thành này còn đánh chết hai vị khách hành thái thượng trưởng lão của công hội chúng ta. Hơn nữa, nhạc thành bây giờ đã là tộc trưởng nhạc gia, một trong bốn đại nhân tộc. Chúng ta sợ là không ổn rồi. Một lão giả khác lên tiếng nhắc nhở lão giả áo lam. Cái gì chứ? Sau mặt của lão giả áo lam điền biến đổi, khuôn mặt vốn đang nổi giận không ngừng co quắp. Tin tức đó có thể tin được không? Lão giả áo lam lạnh nhạt nói ra. Tuyệt đối là tin được, không thể sai được ta đoán chừng là vì hắc ám thần điện xuất hiện, vì thế nhạc gia cũng phải cho người ra. Lão giả tiếp tục trả lời, Hừ, nhạc gia, luyện dược sự công hội chúng ta, chọc không đổi đâu, nhưng thù kia ta không thể khổng báo, ta nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt. Lão giả ao làm cắn rằng nói, hoàng trường lão, người lập tức phái người đi báo cho thanh sơn lão tổ là chúng ta đã tìm được người đánh chết hai vị đại nhân thanh sơn song thánh rồi. Lưu trưởng lão, người lập tức an bài một tháng sau chính là chúng ta tổ chức tranh tài luyện dược sư ở đàn đôi thành đặc biệt ngành đón tất cả các cường giả vào thành chú ý mấy vị đại nhân vật ấy chúng ta chỉ việc chờ đợi một chút chú trưởng lão người đi báo cho phân điện hắc ám thần điện là chúng ta mời lục đại ma nhân tới dự đại hội tranh tài luyện dược sư vâng thưa hội trưởng ba vị trưởng lão hồi đáp nhạc thành ta nhận định sẽ báo thù cho dù là ngươi là thành viên nhạc gia thì thế nào cơ chứ tự nhiên có biện pháp đối phó với ngươi bác vị trường lão rời đi lão già ao làm tự mình lẩm bẩm trong mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo thời gian hai tháng đối với người tu luyện cơ hồ là không cần tính toán đặc biệt là người tu chân đang bế quan thì hai tháng chỉ như một cái nháy mắt kiếp trường, nhạc thành tu luyện ở hòa hạ tới cảnh giới hợp thể kỳ thời gian bế quan ngắn thì mấy năm lâu thì mười năm hai mươi năm cho nên nó thời gian tu luyện hai tháng nhạc thành không hề cảm thấy dài ngược lại chỉ cảm thấy thoáng qua mà thôi lùng tù luyện trong hạo thiên tháp nhạc thành đang định tiếp tục tù luyện thì trong lòng bất chợt nhận ra đã gần tới đan đôi thành vì thế phải dừng việc tù luyện lại trên lưng của khiếu thiên hổ nhạc thành thu khí từ đan điền lại hít sâu một hơi rồi thở ra một gụm trọc khí sau đó hắn mở hai mắt ra còn người chợt lóe ra tinh mang khiến cho trong lòng người ta không rét mà run khí thế cực kỳ mạnh trấn áp cả trời đất nhạc thành cảm thấy cơ thể tràn đầy pháp lực và thần thức trong đầu nhẹ nhàng bàng bạc hắn kém mỉm cười hài lòng trong hai tháng này tu vi của hắn tiến bộ không ít đã sắp tới cảnh giới hợp thời kỳ trung kỳ rồi nhưng đây chỉ là dấu hiệu mà thôi nó không thể đại biểu cái gì cả tu vi càng về sau lại càng khó khăn nhạc thành đã sớm chuẩn bị tâm lý muốn đạt tới hợp thời kỳ trung kỳ còn phải mất thêm một đoạn thời gian viên kim đan này rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao lại có một màu sắc tương tự với cổ linh châu trong hảo thiền tháp nhạc thành lẩm bẩm khi tu luyện viên kim đan trong cơ thể nhạc thành đã hiện ra mật văn đủ 10 loại màu sắc. Khi tức màu vàng của nó đều là có thể liên quan tới 10 viên linh châu thượng cổ trong hạo thiên tháp. Điều này làm cho Nhạc Thành đổi lên một mối nghi ngờ. Nhạc Thành không biết nguyên nhân của sự biến hóa này nên đành bất đắc dĩ không nghĩ đến nó nữa. Lên cho ta. Bản thân của Nhạc Thành đã kết ra một cách thủ ấn, thân sắc dần nghiêm túc lại. Ngày sau đó, hạo thiên tháp đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Sau khi thủ ấn biến hóa một lần nữa, hảo thiên tháp lóe ra một trận ánh sáng xanh nhạc thành ở trên đương khiếu thiên hổ đã tiến vào bên trong hảo thiên tháp đồng thời nhạc thành mở miệng nói với khiếu thiên hổ này khiếu thiên tìm một dãy núi gần đây hạ xuống đi tiến vào bên trong hảo thiên tháp nhạc thành có thể cảm giác được linh khí ba động của hảo thiên tháp từ chín tầng trời cho tới chín tầng địa ngục sợ rằng chỉ có mỗi hảo thiên tháp mới có linh khí dày đặc tới như thế hình như ta sắp đột phá rồi phải mấy ngày nữa mới được yến hiểu kỳ mở hai mắt ra đi đến bên người của nhạc thành ừ ta đã cho khiếu thiên tìm một địa phương an tĩnh nhạc thành khẽ nói cảm giác ký thức mà pháp trên người yến hiểu kỳ vô cùng cường đại yến hiểu kỳ tu luyện hai tháng suốt cuộc muốn đột phá một tầng cuối cùng của bà pháp sư cấp 8 đỉnh phong tùy thời đều có thể thăng cấp lên bà pháp sư cấp 9. chủ nhân chủ nhân lúc này năm người đại xong và tiểu xong cũng ngừng tu luyện đi đến bên người của nhạc thành đại xong và tiểu xong lần trước ở ngoài hạo đặc thành thu hồi thiên phần tiên trận vẫn tu luyện ở trong hạo thiền tháp ừ đúng là không tệ đột phá vô cùng nhanh nhạc thành nhìn hai người đại xong tiểu xong hai nàng đã đột phá đến nguyên anh kỳ trung kỳ thực lực của hai nàng bây giờ có thể đối kháng với đấu tôn một hai tinh rồi trong một sân mạch không tên yến hiểu kỳ quanh chân ngồi trên mặt đất ký tức mà pháp hỏa hệ tràn ngập quanh thân thể của nàng luồng ký tức vẫn đang chậm rãi kéo lên nhạc thành chừng đang hiểu kỳ tỷ mới có thể đột phá đây Tôn Thi hỏi thăm, mọi người đã ở trong sơn mạch chờ trực ba ngày rồi. Hắn đã sắp thành công rồi, kiên nhẫn đợi đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nếu Yến Hiểu Kỳ có thể đột phá đến ma pháp sư cấp 9, thì thực lực của nàng gia tăng đến rất nhiều. Lần này đi đan lôi thành sẽ không thành vấn đề gì nữa. Bây giờ hỏa lão, yêu huyền đều có thực lực từ đấu thánh trở lên, cộng thêm bản thân hắn và ba bộ khối lội ám thánh. Lần này tới đan lôi thành, phe của hắn có sáu cường giả đấu thánh và một ma pháp sư cấp 9. Thực lực như vậy đã đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào trên huyền thiên đại lục. Khí thức quanh thân của Yến Hiểu Kỳ vẫn tiếp tục dâng lên, đồng thời lực áp bách cường hãn đã bao phủ phương viên vài trăm dặm trong dãy núi. Ma thú trong sơn mạch đã sớm rời khỏi vùng này, bởi vì chúng biết phải cách xa nơi này một chút mới an toàn. Không gian chung quanh chỉ có một mảnh nguyên tố hỏa hệ nồng nặc tụ tập bên cạnh Yến Hiểu Kỳ. Sau đó tất cả nguyên tố hỏa hệ cuồng bạo chậm rãi quay chung quanh Yến Hiểu Kỳ. Lúc này nguyên tố ma pháp hỏa hệ bắt đầu tiến vào bên trong thân thể của Yến Hiểu Kỳ. Ngày sau đó, khí tức trong cơ thể của Yến Hiểu Kỳ đột ngột thẳng cấp. Khí tức cường hãn đến mức làm cho Nhạc Thành cũng phải động dung. Thực lực ma pháp sư cấp 9, bản thân của hắn còn chưa có nhìn thấy qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh Yến Hiểu Kỳ đã bị một mảnh nguyên tố hỏa hệ bao vây. Đồng thời khí tức của nàng đã đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng thực lực từ từ kéo lên, thân thể Yến Hiểu Kỳ cũng điên cuồng hấp thu nguyên tố hỏa hệ trong thiên địa. Quá trình hấp thu nguyên tố hỏa hệ càng ngày càng nhiều, khi tức trên người Yến Hiểu Kỳ vẫn đang tiếp tục dâng cao. Ngày sau đó quang mang quanh thân nàng đột phá chói mắt, một làn sóng khí tức vô cùng cường hãn lan tràn ra bên ngoài, giống như là một đạo lực lượng mạnh mẽ từ hư không rung động. Xoẹt một tiếng, một mảnh khí tức cuồng bạo trong thiên địa dao động, ngay sau đó toàn bộ sơn mạch lấy yến hiểu kỳ đảm trung tâm tất cả quyền tố và pháp hòa hệ tạo thành một vòng xoáy nguyên tố kinh khủng điền cuồng tràn vào thân thể của yến hiểu kỳ chính nghe ầm ầm mấy tiếng năng lượng trong thiên địa trào vào trong thân thể của yến hiểu kỳ khí tức của yến hiểu kỳ đã cường hãn đến mức hỏa lão và yêu huyền cũng phải cau mày nghĩ ngợi rốt cuộc đã đột phá rồi hả nhạc thanh lẩm bẩm nói lúc này hắn đã cảm giác được khí tức trên người của yến hiểu kỳ đã là ma pháp sư cấp 9 tuyệt đối không thể yếu hơn nhất tình đấu thánh sau đó khí tức trên thân yến hiểu kỳ chậm rãi bình ổn lại quá trình đột phát lên ma pháp sư cấp 9 cuối cùng đã hoàn thành cảm thấy trên người yến hiểu kỳ vô cùng cường hãn ngay cả từ điện mãng khiếu thiên hồ cũng phải hâm mộ không thôi cảm giác như thế nào nhạc thành tung người bay đến cạnh yến hiểu kỳ và hỏi thăm hoàn hảo rốt cuộc đã đột phá sau này cũng có thể giúp người một vài chuyện rồi yến hiểu kỳ cất tiếng nói nhạc thành phía trước chính là đan đôi thành kế tiếp chúng ta định làm gì đây Hoàn lão hỏi Nhạc Thành. Trước tiên chúng ta vào thành, sau đó rồi tính tiếp. Nhạc Thành do dự một hồi rồi mới trả lời như thế. Vậy cũng tốt, chúng ta vào thành trước đã. Hòa lão nói. Lập tức đoàn người rời khỏi dãy núi. Một ngày sau đoàn người đến thành đan lôi. Thành đan lôi trong mắt Nhạc Thành tự hồ lớn hơn thành cự thạch. Nhưng hắn nhìn cũng không biết là lớn bao nhiêu. Lúc này khiêu thiên hổ cũng thu lại bản thể. Đoàn người từ từ đi vào trong thành. Được yêu cầu sắp xếp, mọi người ở trong thành tìm được một khách điếm nghỉ ngơi cách luyện dược sư công hội cũng không xa. Tìm được khách điếm ấy, Kiêu thiên hổ cùng yêu cơ cũng bỏ ra không ít nỗ lực. Hai người đi khắp nơi tìm khách điếm mới biết được, gần đây khách điếm ở thành đan đôi cũng đều chật ních. Đặc biệt khách điếm ở gần luyện dược sư công hội, khách điếm này Kiêu thiên hổ thật vất vả mới tìm được. Nhưng giá tiền tăng cao không hợp bình thường. Một gian phòng thuê ở đây, một ngày mất 20 kim tệ. Phòng của mọi người cộng đại phải trả hơn 200 kim tệ một ngày cũng may từng ấy kìm tệ đối với nhạc thành mà nói không đáng giá. Mọi người cũng không nghĩ là đắt tiền. Lúc này có thể có chỗ đặt chân là tốt rồi. Mọi người đến khách sạn đặt chân, sau đó đi dạo qua một vòng dùng cơm trưa. Cuối cùng đến tối mới trở về. Nhạc thành không ký tới 10 ngày nữa là luyện dược sư công hội, mà luyện dược sư đại tài. Khó trách đây là giờ thành đan lôi nhiều người như vậy. Xem ra cũng là vì luyện dược sư đại hội mà đến đây. Hỏa lão cất tiếng nói. Này hỏa lão, chúng ta cũng đi tham gia luyện dược sư đại hội chứ nhạc thanh bìm cười nhìn hoàn lão nói cái gì ngươi còn muốn đi tham dự luyện dược sư đại hội sao hoàn lão kinh ngạc nói nếu như người muốn tham gia Tức sau gì cũng bị người của luyện dược sư công hội nhận ra để lúc đó nhất định sẽ bị luyện dược sư công hội bao vây ở thành đan lôi này này hoàn lão chẳng lẽ chúng ta sợ bọn chúng bao vây ở thành đan lôi sao nếu như bọn chúng làm vậy ta không ngại san thành đan lôi thành bình địa nhạc thanh nói ra trên quanh miệng tràn đầy lạnh ý hoàn lão ngạc nhiên nhạc thành nói cũng có phải phần đạo lý bây giờ thực lực mọi người cũng không e ngại luyện dược sư công hội nếu muốn đem luyện dược sư công hội san thành bình địa cũng không phải là việc khó hay là cẩn thận một chút đi ta xem mục đích luyện dược sư đại hội cũng không đơn giản đâu xem ra hai ngày này tương giả vào thành cũng không phải ít đến lúc đó chắc chắn sẽ có một số lão yêu quái được luyện dược sư công hội mời đến hoa lão nhắc nhở nói đúng thế luyện dược sư công hội ta cũng thấy không đơn giản đâu cho nên chúng ta dứt khoát chờ ngày luyện dược sư đại hội động thủ xem ra luyện dược sư công hội rốt cuộc muốn làm cái gì nhạc thanh trầm giọng nói lập tức nhìn đại song tiểu song nói tiếp đại song tiểu song các người chuẩn bị một chút sáng ngày mai báo danh tham gia luyện dược sư đại hội nhé vâng thưa chủ nhân đại song cùng tiểu song đáp lời vào đêm hôm sau trong phòng của nhạc thành xuân quang vô hạn có yến hiểu kỳ tôn thi thi đi theo bên người thời gian nhạc thành tu luyện tự nhiên ít đi không ít Ngày hôm sau nữa, Nhạc Thành đưa hai người đại song cùng tiểu song đi tới luyện dược sư công hội, báo danh tham gia thi đấu. Đại song cùng tiểu song hiện tại cũng là nguyên anh trung kỳ. Hai người luyện chế đã bát phẩm đan dược cũng không có vấn đề gì. Ở luyện dược sư đại hội, chỉ cần không xuất hiện luyện dược sư cường giả thì cũng không có người hơn được đại song cùng tiểu song. Còn 10 ngày, luyện dược sư đại hội tổ chức, Nhạc Thành cũng lười đi ra ngoài. Hắn lúc này ở trong phòng tiếp tục tu luyện. Nhóm người kêu thiên hổ từ điện mãng từ sinh mà ưng ừ, đại hắc thì đều đi ra ngoài đi dạo một vòng bên trong thành đan lui có tin tức gì cũng kịp thời báo cho nhạc thành biết cho nên những ngày này nhạc thành mặc dù không có ra ngoài nhưng tin tức nhạc thành biết tương đối rõ ràng thành đan đôi lớn nhất từ hồ không ít đấu tồn cường giả những người này trực tiếp được luyện dược sư công hội mời đến để mà làm giám khảo lần này luyện dược sư đại hội tựa hồ có sáu ngàn tên luyện dược sư đồng thời tham gia trải qua tuyển chọn thực lực thấp nhất cũng là lục phẩm luyện dược sư tuyển chọn đơn giản là xem linh hồn lực mạnh hay yếu đại song cùng tiểu song trải qua tuyển chọn tự hồn là bát phẩm trùng dài luyện dược sư điều này làm cho không ít người kinh ngạc vô cùng lúc này cũng không ngừng nghị luận về đại song cùng tiểu song lần này luyện dược sư đại hội mở rộng hoàn toàn là do bên ngoài cho nên tất cả luyện dược sư đều tham gia thi đấu lần này quán quân là có thể trở thành luyện dược sư công hội trưởng lão đối với tất cả luyện dược sư ở huyện thiền nội lục mà nói đó là một cám dỗ rất là lớn chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio nhạc thành à hôm nay thành đàn lôi có một đấu giá hội chàng cùng chúng ta đi xem có được không yến hiểu kỳ nhìn nhạc thành rồi nói đấu giá hội cũng tốt ta theo mọi người đi xem một chút nhạc thành quay lại dù sao hai ngày nữa là luyện dược sư đại hội bắt đầu rồi cùng hai nữ ra ngoài đi dạo cũng tốt Chủ nhân, chúng ta... Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Từ Sĩ Ma Ưng cùng nói, từ hồ bọn họ cũng muốn đi cùng. Tất cả mọi người cùng đi thôi, hòa lão, ông cũng đi ra bên ngoài một chút nào. Nhạc Thanh nhìn tất cả mọi người rồi nói, được rồi, ta cũng cùng đi xem. hòa lão hơi chút mỉm cười đáp, lập tức mọi người đi về phía đấu giá hội, mọi người thuần túy tham gia náo nhiệt mà thôi. Đối với mọi người mà nói, bây giờ đấu giá hội có vật đấu giá có thể làm cho mọi người động tâm cũng không nhiều. Đến đấu xã hội, Nhạc Thành đánh giá một chút. Đây là một thương hội rất lớn, xem kiến trúc sang trọng. Thương hội này cũng là thương hội rất lớn. Nhạc Thành cũng nghe Nam Cung Hiền nói, Vạn Kim Môn tại thành Đan Lôi cũng có thương hội. Chỉ là Vạn Kim Môn luyện dược sư công hội, U Minh Tông khai chiến. Hai đại thế lực này cũng đã chiếm lấy địa bàn của Vạn Kim Môn. Cửa ra vào đấu xã hội có mấy tên nhất tình đấu hoàng đang chờ mọi người đi vào. Mọi người đi vào nộp phí nằm kìm tệ. Đây cũng chỉ là phí vào cửa mà thôi. Chư vị, không biết có vé vào cửa không phải có vé vào cửa mới có thể đi vào lúc này đám người nhạc thành muốn vào trong nhạc thành mới biết nhóm người mình không có vé vào cửa vé vào cửa chúng ta không có vượt qua chủ nhân ta cùng nữ chủ nhân muốn vào trong các người nhanh nhanh sắp xếp phòng tốt nhất bằng không ta hủy ngay chỗ này đi lúc này thân xác của khiếu thiên hổ trầm xuống sau đó nhìn tên nhất tình đấu hoàng kìa quát lớn tên đấu hoàng bị khí thế trên người khiếu thiên hổ hù dọa toàn bộ thân hình phát run lên mấy thành niên chung quanh cũng nhanh chóng chạy tới nhìn thấy khiếu thiên hổ từ hồ không dễ chọc vào có một tên thành niên đứng ra rồi nói chư vị thật ra có vé mới được vào lúc này có một phòng nhưng giá tiền rất đắt hơn một vạn kim tệ lận khiếu thiên cho hắn kim tệ đi nhạc thành cất tiếng nói hắn thật sự có chút lo lắng sợ khiếu thiên hổ hủy đi thương hội này mất với thực lực khiếu thiên hổ bây giờ hoàn toàn có thể làm được nhưng phòng đó có giá một vạn kim tệ cũng có chút hơi đắt một vạn kim tệ, nếu gia tộc nhỏ cũng không có. Hừ, <laughs> màu dẫn đường đi. Kiêu Thiên Hổ lấy ra một vạn kim tệ, ra cho người thanh niên, sau đó là lớn. Thanh niên kia thu hồi kim tệ, lập tức mang theo mọi người tiến vào trong đấu giá hội. Người có thể tiện tay lấy ra một vạn kim tệ, nhất định không đơn giản rồi. Hắn là một cái đấu hoàng nho nhỏ, cũng không thể trêu chọc vào được. Nhạc Thành đánh giá bên trong đấu giá hội một chút. Bên trong đấu giá hội khá lớn, Nhạc Thành nhìn tổng cộng có 5 tầng, Tầng thứ nhất là một phòng hình tròn rất to lớn, có một chỗ ngồi cho khoảng 5-6 ngàn người, mà ở chính giữa là một cái bệ đá 10 mét, dưới bệ đá cao 20 mét, đặt bên trên là bàn đấu giá. Trong lúc này, thì các phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng đài đấu giá. Tầng thứ hai nhỏ hơn một chút, chỉ có thể chứa 4 ngàn người, tầng thứ ba có thể chứa 3 ngàn người, đến tầng thứ tư cũng chỉ có chứa 2 ngàn người. Lúc này đám người nhạc thành trực tiếp đi đến tầng thứ năm, tầng thứ năm là nơi sang trọng nhất cũng chỉ có gia tộc lớn ở thành Đan Lôi mới có tư cách đến tầng thứ năm đây. Nhạc Thành đi tới tầng thứ năm, bây giờ mọi người đến đấu giá hội cũng rất đông. Nhạc Thành muốn đi đến tầng thứ năm, hắn cũng muốn đánh giá các thế lực ở Đan Lôi thành này một chút. Lúc này đám người Nhạc Thành đi đến đấu giá, ánh mắt của mọi người đều không khỏi dán mắt nhìn mấy người yến hiểu kỳ. Trung nữ đều là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, còn ra người của U Cơ cùng đại song tiểu song bốc lửa như vậy. Lúc này có người ngay cả máu mũi cũng chảy ra, Đi đến tầng thứ năm, thanh niên thường hội dẫn nhóm người nhạc thành đi đến một gian phòng bên cạnh, mỉm cười nói. Trừ vị đại nhân, cái phòng này là của trừ vị đây, đây cũng là gian phòng tốt nhất của thường hội chúng tôi. Lưu trưởng lão, nơi này là có phòng tốt nhất, các người đến xem nào. Lúc này đồng thời có một giọng nói vang lên, chỉ thấy một tên lão giả nhất tình đấu tông dẫn một lão giả áo trắng đi về phía nhạc thành. Bên người của lão giả áo trắng này còn có một thanh niên áo xanh, sau lưng là bà lão giả khác còn bên cạnh là hai cô gái trẻ xinh đẹp. Ông già kia có thực lực nhất tình đấu tông, nhìn thấy đám người nhạc thành đang ở trong phòng, sắc mặt cũng cảm thấy hơi sững sờ. Lập tức nhìn người thanh niên đấu hoàng kia rồi hỏi, có vấn đề gì sao? Chấp sự à, mấy vị đại nhân này thuê phòng, ta mang mấy vị đại nhân này lên. Một đấu hoàng thanh niên lập tức nói, ai bảo người đặt phòng mà lưu trường đạo đã bao đặt rồi. Tên đấu tông chấp sự trừng mắt nhìn đấu hoàng một cái. Nghe thấy hai người đối thoại, nhạc thành tự hồ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, xem ra đám người này muốn thuê phòng. Nhạc Thành những tên nhất tình đấu tông bên người lão già áo trắng, sắc mặt hơi trầm xuống. Trên thần lão già này có kích thức như có như không, xem ra là bát phẩm trung dài luyện dược sư rồi. Bên người tên thanh niên áo xanh kia tuổi không lớn lắm, tựa hồ có thực lực nhất tình đấu tôn. Nhưng tên lưu trưởng lão này đối với tên thanh niên áo xanh cực kỳ cung kính. Chắc chắn tên thanh niên áo xanh này sau lưng có bối cảnh rất lớn. Theo hộp vệ là bà lão giả tư tình đấu tôn Loại thực lực này có thể được coi là rất mạnh rồi. Về phần hai cô gái xinh đẹp, Nhạc Thành nhìn thoáng qua, hai cô gái này có thể coi là được, bụng ngực giữa lỗ ra một nửa, chân ngực có một cái khe thật sâu, thật mê người, toàn thân coi như là có đường cong lả lướt. Nhưng hai nữ nhân này đều cùng so với đại song tiểu song cùng yêu cơ mà nói, thì kém một trời một vực. Mà lúc này, tên thanh niên kia tựa hồ đưa ánh mắt nhìn vào trên thân yêu cơ, ủ cơ, đại song và tiểu song, nước biếng chảy ra. Lúc này, nhạc thành nhíu mày, đối với tên thành niên có chú ý với nữ nhân bên cạnh mình sao? Chứ vị, các vị không biết đó chứ, căn phòng này chúng ta đã có người bao trước rồi, chứ vị có thể rời bước một chút hay không? Bây giờ tất cả phòng tầng 5 đều không còn, chờ sắp xếp tầng 4 nha. Tên nhất tình đấu tông chấp sự, sắc mặt biến hóa, sau đó bất đắc dĩ nhìn nhạc thành rồi nói, phòng đại giá cả hắn đều biết, có thể thuê phòng ở đây thì không phải là giàu có, đại chủ thì cũng là người có thế lực. Hắn nhìn trong người nhạc thành lạ mắt vô cùng, từ hồ không phải người gia tộc lớn hoặc tên lực lớn ở thành đan lôi nếu không hắn đã có thể nhận ra mặt rồi tên nhất tình đấu tông chấp sự trong lòng vốn không muốn nói ra lời này bởi vì hắn biết lời nói như vậy dễ dàng đắc tội đại tài chủ nhất hắn không biết sau lưng những người này như thế nào nên càng không thể trêu vào ngay cả thương hội cũng không thể trêu vào người nói xong chưa kiêu thiên hổ nhìn tên nhất tình đấu tông quát lớn trừ vì đại nhân các người nên nguyện ý đến tầng bốn mà nói thị phòng của các ngươi ta bồi cấp 10 cho các ngươi các ngươi xem như thế nào tên chất tinh đấu tông chấp sự cắn răng nói gấp 10 phí phòng đó là 10 vạn kim tệ tương hội chưa bao giờ thâm hụt tiền mua bán 10 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ làm hắn không khỏi đau lòng vô cùng nhưng vì người đứng phía sau hắn cũng không có biện pháp sau lưng khách nhân thương hội không thể trêu vào lăn đi ra ngay chẳng lẽ chúng ta thiếu phí phòng sao ngươi lần này dây dưa ta hủy đi đấu giáo hội của ngươi Kiêu Thiên Hổ hùng hăng nhìn tên nhất tình đấu tông rồi nói, chủ nhân nhà mình không thiếu kim tệ, đừng lấy kim tệ thì tính là cái gì. Nghe thấy lời của Kiêu Thiên Hổ nói, tên nhất tình đấu tông sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vốn dự định tốn chút kim tệ, giải quyết phiền toái là xong, không ngờ tới đối phương căn bản không để vào trong mắt. Chư vị, phía sau khách nhân là luyện dược sư công hội, vị đại chính là luyện dược sư công hội lưu trưởng lão, Kính xin chư vị rời bước cho, nhường phòng lại cho bọn họ tên nhất tình đấu tông chấp sự lúc này bắt đắc sĩ mang thân phận những người này nói ra tại thành đan lôi chưa có người nào không để mặt luyện dược sư công hội tại thành đan lôi cũng không có ai dám đắc tội với luyện dược sư công hội luyện dược sư công hội thì giỏi lắm sao nếu người nói xong thì lan đi đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân nhà ta xem đấu giá hội nếu không ta phá thường hội của các người đấy tư sĩ bà ưng nhìn tên đấu tông chấp sự mà quát lớn bản thân của hắn cũng tức giận rồi Bây giờ kiêu thiên hồ cùng tư sĩ ma ưng lớn tiếng quát tháo. Toàn bộ tầng năm mọi người đều chăm chú nhìn sang bên này. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nhóm người nhạc thành. Bọn họ cũng không nghĩ tới, có người ở thành đan lôi, không thèm để ý tới người của luyện dược sư công hội như vậy. Tên nhất tình đấu tông chấp sự, lúc này sắc mặt khó coi. Hắn không có nghĩ tới những người này, ngay cả luyện dược sư công hội cũng không để vào trong mắt. Vốn hắn muốn nói luyện dược sư công hội ra để cho những người này để tình một chút, không cần đối phương hoàn toàn không để ý đến như vậy. Bây giờ bên người của tên đấu tông chấp sự có một lão già áo trắng, khuôn mặt cũng dị thường khó coi. Lập tức sắc mặt lão trầm xuống, nhìn ra có vẻ vô cùng tức giận. Nhưng lúc này lão cũng cố nén mà nói. Không biết trừ vị là ai, không đem luyện dược sư công hội ở trong mắt. Đơn này chính là thành đan đôi. Ta khuyên trừ vị, hãy thủ liễm một chút mới tốt. Lão già này, người chính là người của luyện dược sư công hội sao? Chủ nhân nhà ta cũng không đem luyện dược sư công hội để vào trong mắt đâu. Màu cút đi, nếu không ta không khách khí đâu đấy. Kiêu thiên hổ là lớn, năm người Kiêu thiên hổ biết rõ, lần này chủ nhân đến thành đan lôi chính là muốn đối phó với luyện dược sư công hội. Bọn họ tự nhiên không muốn xem luyện dược sư công hội ra gì rồi. Lão già áo trắng lưu trưởng lão nhìn thấy Kiêu thiên hổ, ngay cả hắn cũng không để ở trong mắt, đã nhìn không được lộ trong một tiền lạnh ý. Tại thành đan đôi này, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói ra một câu như vậy. Nhìn thấy Kiêu thiên hổ, hoàn toàn không đem luyện dược sư công hội trưởng lão ra gì. Mọi người chung quanh đều nổi lên nghi ngờ. Trong lòng suy đoán, những người này rốt cuộc là có địa vị thân phận như thế nào? Tại thành đan lui lại kiêu ngạo như vậy sao? Lưu trưởng lão, xem ra luyện dược sư công hội các người, mặt mũi còn chưa đủ lớn đâu. Tên thanh niên áo xanh đói ra, lập tức từ từ tiến lên hai bước, sau đó nhìn khiếu thiên hổ, nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào trên thân của đại sông và điều song và tiểu song. Chư vị, ta thấy trong phòng cũng không nhỏ, đủ để mọi người chúng ta cùng ngồi chung, không bằng ta cho các ngươi một trăm vạn kim tệ để cho chúng ta cùng ở trong phòng này, thấy thế nào? Nếu như các vị ngại ít, vậy hai trăm vạn kim tệ, không đủ thì ba trăm vạn kim tệ, thấy thế nào? Thanh niên áo xanh hơi chút mỉm cười nói, trong ánh mắt vẫn tham lam nhìn trên thần chúng nữ. Một bóng màu xanh quỷ dị chớp động, không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có ai nhìn rõ ràng ai ra tay. Chỉ thấy trên khuôn mặt thanh niên áo xanh đã xuất hiện hai cái dấu bàn tay. Lúc này khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Con mắt của người đang nhìn ta, ta giúp người móc nó ra nhá. Yêu huyền nhỏ giọng nói, tự hồ hai cái tát là do yêu huyền động thủ. Ngoài trừ yêu huyền, ở đây chỉ có yến hiểu kỳ, hỏa lão, nhạc Thành mới có bổn sự này. Tất cả mọi người lúc này đều hoảng sợ ngay cả người. Điện dược sức công hội, lưu trưởng lão cùng đám đấu tông chấp sự, sắc mặt cũng thay đổi lớn. Tên thanh niên ao xanh lúc này nhìn cô gái xinh đẹp thất sắc. Người chung quanh ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ kinh ngạc bởi vì có người dám ra tay với luyện dược sư công hội. Bọn họ cũng kinh ngạc thực lực của yêu huyền. Ở đây cũng không thiếu đấu tôn, mà với thực lực của đấu tôn cũng không nhìn ra được thực lực yêu huyền cường hãn tới như thế nào. Thiếu ra. Lúc này có bà lão giả đứng sau lưng thanh niên áo xanh, sắc mặt thay đổi lớn, lập tức nhảy lên phía trước. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh khủng, nhìn yêu huyền nói. Người vừa mới động thủ sao, chính là người muốn tìm chết. Sáu thanh âm thanh thúy vang lên, tiếng vang này rất có tiết tấu lập tức bàn lão giả này có thực lực lục tình đấu tôn thế nhưng trên mặt đã xuất hiện hai dấu bàn tay mà người ra tay cũng không phải là ai khác cũng chính là yêu huyền ta hôm nay tới xem đấu giá hội ta cũng không muốn giết các người ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người các người tốt nhất đừng chọc vào ta nếu không các người toàn bộ chết chắc yêu huyền lạnh lùng nhìn ba tên tứ tình đấu tôn cùng tên thanh niên áo xanh và lưu trưởng lão kia sau đó nhẹ nhàng đi về phía của nhạc thành rồi nói hiểu kỳ thi thi, chúng ta bảo trong phòng thôi. Nhìn yêu huyên, nhạc thanh cười khổ, tơ hồ hắn hiểu thêm một ít về nữ vương này rồi. Lãnh diễm sát khí bằng lãnh, giống như hàn băng bên trong bông hoa hồng vậy, để mới chính là yêu huyên. Hừ, các người cút đi, chớ chọc mẹ yêu huyên của ta tức giận đấy, nếu không ta ăn thịt các ngươi nuột sống các người. Thanh đồng hung hăng nhìn đám người thanh niên áo xanh một cái, lập tức cũng đi vào trong phòng. Lúc này pa tên tứ tình đấu tôn, cảm giác trên mặt nóng bỏng, Thế nhưng bọn chúng cũng không dám nói tiếp. Ở trên mặt mỗi người cũng bị hai cái tát. Bọn hắn đều là tứ tinh đấu tôn cường giả. Người có thể lưu trên mặt bọn họ hai cái tát cũng không có mấy. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Quả thực giết bọn chúng như giết một con kiến mà thôi. Luyện dược sư công hội, lưu trường lão cũng nhìn ra đám người nhạc thành bất phàm. Bà tên tứ tinh đấu tôn hoàn toàn không có năng lực tránh né đã bị người ta tát cho hai cái tát. Thực đứng như vậy, ngay cả nhất tình đấu tôn cũng rất khó làm được những người này tuyệt đối không dễ trêu chọc được. Tên chấp sự có thực lực đấu tông của thường hội thì càng không dám nói chuyện. Hắn đối với cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, cho nên lúc này thân hình lui về phía sau vài bước. Các người nói cái gì? Các người có gánh được hậu quả không? Người thanh niên áo xanh tựa hồ hồi phục lại tinh thần, lập tức hùng hằng hỏi, bây giờ năm người nhạc thành đã tiến vào bên trong phòng rồi. Cút ngay, lần cuối cùng ta cảnh cáo các ngươi, nếu không sợ ảnh hưởng tới chủ nhân xem đấu xã hội ta đã giết các người từ lâu tư sĩ bà ưng hung hăng trả lời lập tức cũng đi vào bên trong phòng trong ánh mắt của người thanh niên áo xanh lộ ra một tia âm lãnh lập tức lạnh lùng nói cả người hay nhớ cho kỹ ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu lập tức hắn nhìn nhìn người bên cạnh rồi nói chúng ta đi thôi vâng thưa thiếu gia lưu trần lão luyện dược sư công hội cũng hung hăng nhìn đám người nhạc thành đang ở trong phòng gật đầu cùng tên chấp sự một cái, sau đó chạy theo tên thanh niên áo xanh kia. Mọi người chung quanh cũng không dám lại tiếp tục vây xem, ai nấy đều tự trở về phòng của mình, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Đắc tội với người của luyện dược sư công hội, chỉ sợ kết quả không tốt đẹp gì đâu. Coi như thực lực những người này rất mạnh đi chăng nữa, nhưng cho dù là cường giả đấu thánh, thì nơi này cũng chính là địa bàn của luyện dược sư công hội. Nhạc thành, thanh niên kia có bối cảnh cũng không đơn giản gì bên trong phòng, hoàn lão nhìn nhạc thành rồi nói ra. Ừ, theo như hòa lão thì người thanh niên kia là người phương nào? Nhạc thành cất tiếng hỏi. Người có thể làm cho điện dược sư dư công hội khẩn trương như vậy. Nhạc thành cũng đoán người thanh niên áo xanh kia sau lưng nhất định không đơn giản. Cái này ta không biết, nhưng ở trong huyền thiên nội lục cũng có không ít cường giả không buồn không phái. Nhưng cường giả này cũng không thiếu đấu thánh, giống như mấy tháng trước tại hồ điệp cốc, người giết thanh sơn sóng thánh vậy. Bọn chúng kỳ thật là cường giả không buồn không phái, chỉ là tại luyện sực sư công hội có một thân phận khách hành thái thượng trưởng lão mà thôi. Có một số cường giả thực lực càng thêm mạnh mẽ, mà ngay cả tứ đại nhân tộc cũng không nguyện ý đắc tội, giống như là thanh sơn lão tổ, sư phụ của thanh sơn song thánh. Ta nghe nói tứ đại nhân tộc cũng không dám đắc tội với đạo ta, cho nên theo ta đoán thanh niên kia hẳn là đệ tử hoặc là hậu bối của một vị cường giả nào đó. Hòa lão chậm chậm giải thích. Hòa lão này chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều đâu, Ta cũng không tin chúng ta bây giờ không thể trêu vào người này. Nhạc Thành nói, không sao, dù sao chúng ta cũng đã chọc đến rồi. Hoàn lão cười khổ rồi nói, xác thực bây giờ mọi người không nên trêu chọc người ta. Dù sao cũng đã chọc phải hắc ám thần điện, huân chỉ hoàn lão cũng rõ ràng, sau lưng Nhạc Thành còn có nhạc gia. Mặt khác là vũ văn gia, tôn gia, trần gia, cùng Nhạc Thành liên hệ cùng một chỗ. Có thể nói thân phận của Nhạc Thành bây giờ dị thượng đặc thù. Một người cùng toàn bộ tứ đại nhân tộc liên hệ cùng một chỗ, hơn nữa loại liên hệ này không có gì phá nổi. Ở trong phòng thu phí một vạn kim tệ cũng là thoải mái, bên trong đủ chỗ ngồi cho trên 20 người, cho nên nhóm người nhạc thành ngồi ở bên ngoài rất thoải mái. Bên trong phòng đã sớm chuẩn bị quà vặt điểm tâm, đúng là phục vụ chủ đáo, cũng đủ đại biểu cho thân phận của người ngồi trong này. Chuyện xảy ra ở tầng thứ năm người ở dưới lầu cũng không có mấy người biết đến, bây giờ đấu xã hội đầy áp người cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhìn thấy đấu giá hội muốn bắt đầu, Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi Thanh Đồng đều hưng phấn lên, quả thật là nữ nhân trời sinh ưa thích náo nhiệt. Lúc này, tên nhất tình đấu hoàng cùng nhất tình đấu tông chấp sự cũng đã sớm lùi xuống. Nhạc Thành đi vào trong, bên ngoài đấu giá hội, tên thanh niên áo xanh đổi giận đùng đùng, lạnh đùng nhìn ba tên tứ tinh đấu tôn bên cạnh rồi cất tiếng nói. Bà người các người quả thực là phế vật, đúng là một nữ nhân cũng không làm gì được. Thừa thiếu ra, những người kia không đơn giản đâu, chúng ta không phải là đối thủ ba Một ông già cất tiếng nói, Hừ, đúng là làm cho ta mất mặt. Thành niên áo xanh lạnh nhạt nói, ta ở chỗ này chờ bọn chúng đi ra, cứ đi tìm đại sư huynh cùng dị sư huynh tới. Ta muốn giết bọn chúng giải hận, ta không thể buông tha cho mấy người này được. Không giết bọn chúng, ta nuốt không trôi cơn tức này. Vâng, thưa thiếu gia, có muốn nói với lão già hay không ạ? À? Một tứ tinh đấu tôn nói ra. Không nên nói với lão già, nếu ông đội ta biết, nhất định sẽ trách cứ ta, lúc này nên nói với đại sư huynh cùng nhị sư huynh là được rồi. Thanh niên áo xanh nói, vâng thiếu gia. Tư tình đấu tôn lập tức ly khai khỏi đấu xã hội, chậm đã là thiếu gia. Chuyện này là do luyện dược sư công hội không chu toàn, mọi việc cứ để cho ta xử lý, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng phải xin lỗi. Lưu trưởng lão của luyện dược sư công hội ngăn cản tên tứ tình đấu tôn, lập tức nhìn người thanh niên áo xanh cất tiếng nói. Lưu trưởng lão, việc ở đây ta giao cho người đấy, dù sao ta hôm nay cũng muốn thu dọn mấy người bọn chúng. Ta muốn để cho bọn chúng biết rõ ta không phải là người dễ trêu vào. Thành niên áo xanh kia lạnh lùng nói ra. Là thiêu giá cứ yên tâm đi. Ta nhất định bắt mấy người bọn chúng đưa cho là tiêu gia hạ giận. Những người kia hoàn toàn không đem luyện dược sư công hội để vào trong mắt. Luyện dược sư công hội cũng muốn cho bọn chúng phải hối hận. Nói xong thì lưu trường lão cười lạnh một tiếng. Hiểu kỳ tỷ đầu ra hội đúng là náo nhiệt nhỉ. Tôn Thị Thị nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi nàng từ nhỏ sống tại tôn gia tuy rằng tôn thi thi ở cùng với nhạc thành mấy tháng nhưng đối với đấu giá hội nàng cũng chưa quen thuộc bây giờ nàng giống như là một đứa bé vậy đối với đấu giá hội tràn đầy cảm giác kỳ lạ ở đây cái gì cũng có đấu giá nhưng phần lớn là vật phẩm cần thiết cho tu luyện Những đan dược cùng các bảo vật tóm lại thật là nhiều đấy người đợi tin nữa nhìn sẽ biết thôi nếu người thích cái gì thì đấu giá mà mua nó yến hiểu kỳ nhìn tôn thi thi cười mà nói nhạc thành tin đấy ta có thể mua đồ không tôn thị thì nhìn nhạc thành hỏi có thể chứ nếu đang thích cái gì thì cứ mua thôi nhạc thành mỉm cười đáp mua vật phẩm mà thôi nhạc thành làm sao không đồng ý đây coi như là mua toàn bộ đấu giá hội này mà nói đối với nhạc thành lúc này cũng như chín trâu mất một sợi lông mà thôi không đáng giá để nhắc tới